Thưa quý vị, hàng trăm cư dân thành phố Mexico đã bỏ quần lại ở nhà vào ngày Chủ nhật, ngày 13 tháng Giêng để tham gia mùa không quần đi tàu điện ngầm hàng năm, tức là No Pants Subway Ride. Nhiều người ra đường mà không mặc quần gợi lên những ánh mắt, tiếng cười và một cách nhìn chằm chằm khi họ đứng lẫn trong số các khách hàng khác trong một hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Sự kiện hàng năm này đã trở thành phổ biến ở các thành phố trên khắp thế giới. Diego Castaneda, một người tham gia, nói rằng: "Tôi thích làm thế này, không mặc quần trên đường phố và trong tàu điện ngầm mà không có ai nói bất cứ điều gì. Thấy lạ thật." Tại Mexico, một số hành khách dường như phản ứng tiêu cực đối với dịp này, trong khi những người khác thì chào đón đám đông không mặc quần dài với những tiếng cười khúc khích vui tươi. Đối với một số người đi làm mà không mặc quần, mùa không quần trên tàu điện của Mexico City lần thứ 3 hàng năm thì đây là một cơ hội để thách thức truyền thống xã hội hiện đại với truyền thống công giáo vẫn còn rất mạnh mẽ, là một biểu hiện muốn phá vỡ những điều cấm kỵ trong xã hội, muốn xua tan nỗi sợ hãi rằng vẫn có thể vượt qua những điều cấm kỵ. No Pants Subway Ride hiện đang được quảng cáo là một sự kiện hàng năm trên toàn thế giới, bắt đầu vào năm 2001 tại New York. Các nhà tổ chức nói rằng hàng ngàn người ghi danh trên Facebook và số lượng người tham gia không mặc quần đã diễn ra trong hơn 50 thành phố trong năm nay.